Và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình thì Vân Khương xin mời quý vị đến cùng với một giọng nữ và có lẽ là rất là nhiều quý vị khán thính giả đã biết đến cô trong những năm khoảng 10 năm hoặc là 5 năm trước đây. Thế nhưng gần đây thì khi cô trở lại sân khấu với những cái hình ảnh mới mẻ cũng như là không bao giờ kém phần xinh đẹp quyến rũ của cô, xin mời quý vị hãy cùng đến với nhạc phẩm Hỡi Người Tình cùng với nhóm DCP Dancers với giọng ca của nữ ca sĩ Cát Ly. Đêm bước cô đơn buồn tênh, rồi đêm xuống chỉ thấy.